Sáng ngày 11 tháng 10, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận trong lúc làm nhiệm vụ, một công an bán chuyên trách xóm ở địa phương bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 10 tháng 10, vợ chồng ông DT, 54 tuổi, ngụ xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát. Tiếp nhận thông tin, ông TT, 55 tuổi, công an bán chuyên trách ở xóm Yên Quả, đã báo cáo sự việc lên cấp trên, nhanh chóng đến gia đình nọ để nắm bắt thông tin. Khi đang làm nhiệm vụ, chờ tổ nghiệp vụ xuống phối hợp, bất ngờ ông TT bị ông DT đâm trọng thương. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông TT đã tử vong. Sau khi đâm ông TT, ông DT đóng cửa, cố thủ trong nhà. Lực lượng công an huyện, công an xã đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ ông DT, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến cho biết thêm. Ông TT có 3 người con, làm nhiệm vụ công an bán chuyên trách ở địa phương hơn 10 năm qua. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.